chào anh em nhé. Hôm nay đây là con Vulcan VIP đời đời bây giờ đấy, con 32 feet feet bé. Con này thì đã lên tù 680 nhá. Con tù dính của nó là 560 nha anh em. Tù băm của nó thì đây. Đấy, cấu hình của em đó. Đấy, và hôm nay có hai đơn đi cho khách nhá. Một đơn này là 5800G đi vào Lâm Đồng cho khách Lâm Đồng nhá. Còn con dưới này thì con cricket V5 đi cho khách Phú Thọ nhá anh em. Đấy, sáng mùng 1 chào hàng hai em. Và đầu tháng thì em có giảm giá cho anh em con vũ con VIP nhá. Anh em giá thì không thể công khai cho anh em được. Còn anh em thiền trị thì inbox cho em nhá. Con này sẽ giảm giá cho anh em đấy, giảm giá kịch sàn cho anh em. Một con duy nhất nhá anh em. Test qua cho anh em xem này. Đấy. Đấy, công tắc này là tắt quạt này. Còn công tắc này là bật áp cao thấp nha anh em. Chính xác nó là đánh 6 tù bắn và 8 tù bắn. Bật lên thì đánh 8, bật xuống đánh 6. Thôi mình em bảo áp cao thấp cho anh em dễ hiểu nhá. Còn cái đời này thì bây giờ nó nâng cấp hơn đời trước là hai con SCR này của nó là bây giờ là hai con SCR dòng nó cao nhá. Chẳng phải hai con SCR đời trước cái dòng nó thấp, nhưng hai con này này dòng nó cao, cực kỳ rau bò cho anh em kéo cáp nhá. Con phét của nó thì là đấy 32 phét bé. Đấy, IRF 3205 phết xin nha anh em. Anh em cần máy liên hệ số điện thoại 0973 973 338 nhé. Gặp Kudo Shichi. Chào anh em nhé.